Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Phật tử tại gia. Con xin đảnh lễ sư. Dạ con thưa sư, con học về giới thì có giới thứ tư là giới không nói dối. Nhưng con đọc nhiều chỗ ghi giới này thêm cả nói không nói lời thô ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời thêu dệt. Từ khi con biết giới này, con cũng hạn chế nói chuyện vì tính con trước hay thích nói đùa nên nhiều lúc không biết như vậy có tính là phạm giới hay không. Vậy thì nếu là cư sĩ thì mình nên giữ giới này như thế nào cho trọn vẹn ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà xét về ngũ giới thì nói rằng là không nói dối thì đấy là giới thứ tư, không nói cái giới không nói dối. Còn khi mà chia ở cái mức độ chi tiết hơn, hay còn gọi là ở trong thập thiện ấy, trong 10 việc thiện, thì cũng cái nói dối đấy thì nó cũng sẽ bao gồm cả không chia rẽ, không nói thêu dệt, không nói lời nhảm nhí, nói lời bất thiện ấy. Thì khi mà một cái người giữ giới không nói dối thì nó cũng đồng nghĩa với cái không thêu dệt. Thêu dệt có nghĩa là ít mà nói ra nhiều, hoặc là nhiều mà lại nói bớt đi thành ít. Tức là một cái người người ta có tội ít nhưng mà mình nói ít ra nhiều, hoặc là mình có tội nhiều nhưng mà mình nói giấu đi còn là ít. Thì đương nhiên là trong cái nói thêu dệt đấy nó cũng đã là nói dối rồi, thì nó cũng bao gồm ở trong nói dối. Nhưng mà do mình giải thích nó rộng hơn ra thì là gọi là nói thêu dệt, hay nói đâm thọc cũng thế. Hay là mình nói những cái lời đâm thọc chỉ trích, hay là nói những lời thêu dệt chia rẽ thì cũng đều thế. Cái lời nói đến người này nói xấu người kia nói xấu người này, thì đó là, thì nó cũng bao gồm trong nói dối. Nhưng mà đôi khi ở trong những cái lời nói đâm thọc chia rẽ, lời nói đâm thọc chỉ trích, nó không phải là nói dối mà nó chỉ là cái lời nói ác ý. Là có thể là một cái người đó mình nói châm chọc, hay là nói một cái lời khiến cho cái người khác đấy cảm thấy bị phiền não, cảm thấy bị ức chế, chỉ trích. Nhưng khi thấy người ta có một cái điểm yếu gì đó và mình nói thẳng vào cái điểm yếu đấy của người ta, ví dụ như là thấy người ta chê bai người ta là cái đồ ngu si, cái đồ dốt nát, cái đồ không có trí tuệ, cái đồ này đồ kia, đấy là cái lời nói chỉ trích, đấy cũng là cái lời nói ác khẩu. Có thể cái lời nói đấy không phải là nói dối, nhưng mà cái lời nói đấy là lời nói ác. Vậy thì trong cái giới nói dối, nếu như mà chỉ căn cứ là nó là cái nói dối, thì nó có thể bao hàm cả cái lời nói phỉ báng đấy bà. Hoặc là có những người không bao hàm vào trong đấy, thì cái này nó tùy từng người. Nhưng mà nếu mà xét về một cái người thực hành theo thập thiện thì phải giữ cả cái là không nói những cái lời chỉ trích ấy. Còn nếu như một cái người mà giữ cái giới thứ tư không nói dối thì cũng nên hành cả bốn cái cách của cái giới không nói dối, đó là không nói cái lời thô ác, không nói cái lời phù phiếm. Cái lời phù phiếm ở đây là những cái lời nói đùa cợt, đùa thì cũng là phù phiếm, hay là những cái lời nói nó không có lợi ích gì, những cái câu chuyện bên lề đường như bây giờ người ta hay nói những cái câu chuyện thời sự, chính trị, cái câu chuyện thể thao, cái câu chuyện về văn hóa, những cái câu chuyện nhảm nhí, những cái phim truyện mà nó không hề mang lại cái hạnh phúc, cái lợi ích gì cho thế gian, nhưng nó vẫn là cái chủ đề để cho người ta ngồi để đàm luận với nhau, phù phiếm với nhau, nói những cái chuyện phù phiếm nhảm nhí vô ích như vậy, nó chẳng mang lại lợi ích gì. Nếu như mà nói rằng là nói như vậy là nói dối thì không đúng, vì đấy là người ta chỉ đang bàn luận những cái chuyện là đàm luận, là cái chuyện nhà này hôm nay có, tôi thấy mấy cái người này người ta đang chửi nhau ở cái nhà này, người ta đang có cái đám cưới ở cái nhà kia, tôi thấy người ta đang có cái đám ma. Thì nếu mà nói là quy cho người ta là nói những cái câu chuyện đấy là nói dối thì nó cũng không đúng. Vì vậy cho nên là trong cái giới nói dối nó khác, mà trong cái bốn cái cách đấy nó ở trong cái pháp thập thiện thì nó khác. Nhưng nếu như mà một cái người đấy mình thực hành cả bốn cái cách đấy thì cái công đức hay là cái đạo đức, cái giới hạnh của mình nó sẽ tăng trưởng lên rất là nhiều. Nếu như một cái người hiểu cả bốn cái pháp về lời nói đó, thì mình thực hành cả bốn cái đấy để cho cái đức hạnh của mình nó lớn lên.
Còn có những cái người thì giữ giới ở một cái cách hạn hẹp thì nói rằng tôi chỉ giữ giới không nói dối thôi, tôi không có giữ cái giới phù phiếm, tôi nói phù phiếm thì cũng chẳng ai cấm được, nhưng mà trong cái giới nói phù phiếm ấy nó là nhảm nhí bất thiện đối với một cái người có thực hành những cái pháp thượng nhân, nhất là những người có học đạo tu tâm hành thiền ấy, thì tuyệt đối không nên nói, bởi vì nói những cái lời đấy nó làm loạn tâm, nó làm cho tâm phóng dật. Vậy nên là Đức Phật mới dạy là phải giữ im lặng thánh thiện này. Khi nói chỉ đàm luận về Phật pháp, đệ tử của Đức Phật gặp nhau chỉ đàm luận về Phật pháp hoặc giữ im lặng ngồi thiền, chứ không là nói những chuyện phù phiếm nhảm nhí đó. Vậy thì nếu mà căn cứ vào lời nói dối thì nó không có cái phù phiếm đó. Còn có những cái người mà thực hành theo thập thiện thì có cả những cái không được nói lời phù phiếm, không nói lời thô ác, không nói lời chia rẽ và không nói dối trá. Thì thực hành được như vậy thì sẽ cao hơn là cả ngũ giới. Thì ngũ giới nó là một cái nền tảng của những người tập tu còn ở cái mức độ thấp. Còn khi mà mình tu tập cao hơn nữa thì mình phải thọ trì những cái giới cao hơn, là như vậy.